Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trong chuỗi series video về Tết ở Sài Gòn năm 2022 được Tuấn Dương thực hiện để gửi tới quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở chợ Xóm Vôi. Đây là cái ngôi chợ sẽ hoạt động cho tới tận 30 Tết. Ngôi chợ này có rất nhiều loại trái cây tươi ngon được người Sài Gòn rất thích ghé cái địa chỉ này để mua. Thì khu vực này nó nằm ngay gần chợ lớn nha các bạn. Ở đây thì Tuấn Dương đang nhìn thấy có khá nhiều những cái quầy bán cam với cái mức giá là 18.000 cho 1/2 kg. Những cái trái cam rất là tươi và ngon đang được bà con cô bác lựa để trưng trong và ăn trong những cái ngày Tết. Các bạn nhìn này, trái cam nhìn đã nữa không? Đó, trái cam vàng ươm và rất là bự, chỉ có 18.000 cho nửa ký, tức là cỡ là vào 36.000 cho 1 ký thôi. Đây đang là góc đường Trang Tử nhé các bạn. Chỉ trên những cái xe và có một cái sọt đó, cô sẽ cân cho khách đó, với khoảng hơn 1 ký. Rồi ở ngay phía cổng chợ là các cái trái cam nhìn rất là tươi ngon nha các bạn. Ồ, quá trời ngon luôn. Đó, trái cam vàng chín mọng giá chỉ ở đây 35.000 nửa ký, bao ngọt. Đó, cái trái này thì lại còn ngon hơn. Đó, ký mốt giá 40.000. Đó, các bạn nhìn cam tươi ngon không, quá trời ngon luôn. Đó. Đấy, còn phía trước mặt các bạn là bán tỏi ớt, hành tiêu tỏi ớt các loại. Rồi đây bán đu đủ này, bán xoài này, đu đủ xoài, mãng cầu. Rồi xin chào. Rồi chúc đắt hàng anh nhá. Bán xoài, bán đu đủ. Đây, cái này thì đu đủ là 20.000 một ký. À, đang cô đơn á? Đấy. Có cưới vợ Việt kiều không, em giới thiệu nào? 55.000 một ký. Đang cô đơn thế này. Dạ. Có một người bên cạnh như này. Dạ. Rồi chị, bà con cô bác ghé ủng hộ anh chàng đẹp trai cô đơn. Đó. Rồi bán đu đủ cho chị 20.000 một ký. 20.000 một trái. Rồi chúc bán hết, mau về sớm nhá. Đẹp trai ơi. Dạ. Anh đứng lại đây đã. Dạ. Anh đi em buồn đấy. À, anh đi em buồn. Đây đu đủ 20.000 cho 1 ký này các bạn này. Rồi mãng cầu. Trái cây ở đây thì rất là tươi. Những cái trái mãng cầu này bự chà bá lửa luôn. Đây các bạn ơi, còn ngoài ra thì còn bán cả gà nữa nhé. Đây gà các loại này. Gà vịt, trời ơi, họ đang nhồi bánh đúc, nhồi bún cho nó ăn để cho cân nó nặng. Đó. Đó, cô còn đang vỗ con gà, nhồi nhiều quá, nhồi vào cái diều nó cho nó căng ra để bán cho nó được tiền. Rồi chúng ta đi tiếp nha các bạn, nhìn này. Chợ ngày hôm nay thì rất đông, nhộn nhịp. Đó, gần như là kẹt xe luôn. Đó, bên này thì mình thấy là bông cải này, dưa hấu này, rồi hành, su su, đậu, que, cà rốt, thanh long, bắp cải, trái cây, táo,
chua, su hào, bắp cải. Quá trời nhiều luôn, các bạn nhìn này, kẹt xe luôn rồi. Quá đông luôn, mọi người thì nhích từng chút một. Chị gái này chở cả chú cưng đi chợ này. Đó, ngồi nhìn đông ghét không các bạn ơi. Lúc này là chúng ta đi bộ thì dễ hơn là đi bộ dễ hơn là ngồi trên xe. Ba chục. Lách xong 30 ký. Lấy không ạ? 30 ngàn. 30 ngàn lấy không mày? Lấy gì nữa không? Kẹt xe luôn mà. Thì bà con cô bác ngồi kín ở phía ngoài, không còn lối đi luôn. Rồi chào chị. Chúc sức khỏe. Đây là trái lựu của anh. Ồ, thì bưng được chưa? Anh ơi, dưa nhiêu tiền ký này? Chị hỏi đây. 25 ngàn. Trái lựu. Ồ, các bạn ơi, nhìn cái trái này. Trời ơi, bưng trà bá lửa luôn. Trái này chắc cỡ cả nửa ký. Lựu nhiêu tiền này? Chị hỏi đây. Quá bự luôn, 200 ngàn một ký. Nhập khẩu từ Israel này. À, nhập khẩu từ Israel nhá. Rồi chúng ta đi tiếp nào. Có trái nào nữa ký không? Lượng trái đi. Rồi dừa lưới. Bên ngoài rồi, lọt đấy, đi tới luôn, lọt đấy. Không có lối đi luôn. Rồi tiến tới đi đại ca. Đi. Tiến tới. Tết, xoài cát và lộc. Trời trà. Xoài cát ngon thế này mà bà con ăn gì bà con có chi đâu. Đó, xoài cát và lộc 35 ngàn một ký. Thơm ngon bổ rẻ. Đây, đi tiếp nha các bạn ơi. Đây, quýt này. Quá trời ngon luôn. Đó, hôm nay 30 ngàn, 50 ngàn, 40 ngàn. Cái chợ này có cái hay ấy là nó để giá các bạn ạ. Về quê tới con cái ở chợ con ở dưới kìa. Đó. Cách luôn. Vợ con
Tom đang chờ dưới rồi. Không? Ba bán sổ cho cô luôn. Rồi cát chu. Bán sổ luôn á, cô lấy không? Cát chu. 70.000. Cát chu 45.000, sổ 35.000. Bán để về với vợ với con. Vợ đẻ. Đây. Ba trời đông này các bạn. Khu này nó đông một cái nữa bởi vì là người ta bán giá giống như là người ta bán giá sỉ. Đó, mãng cầu, đu đủ, dừa, cam, quýt. Đây, cô bác nhìn này, còn có cả những cái buồng câu trái sung 35.000, 198 cộng 35.000 là 233.000. Đó, anh đang đi mua xoài vừa đủ sung sướng, dứa cầu dừa dừa đủ. Đó, thanh long này. Quýt. À, thanh long, quýt, bom, dưa vàng kim. Đó, rồi mãng cầu này các bạn này, mãng cầu, xoài, rồi trái xoài nhìn bự chưa? Mãng cầu, bưởi, dừa, bánh tét, bánh tét nhân đậu, quýt, dừa, dừa để kho thịt. Đó, bên này mãng cầu 50.000 cho một ký. Quýt, cam. Rồi. Đu đủ. Xoài. Đó. Bưởi. Đó. Trái cây rất tươi ngon. Bưởi có cuống thì giá sẽ cao tiền hơn. Nó sẽ tươi và trưng được lâu hơn. Đang lựa quýt này. Bên kia thì bán bông, thanh long. Thanh long, xoài. Dừa xiêm 12.000 một trái. Xoài 70, 80, 100. Ba trái kho thịt. Đây, trên cái xe này cô ấy cũng mua được khá nhiều thứ này. Mua trái thơm, rồi xoài, cam. Nói chung sẽ mua đủ ngũ quả. Rồi bưởi, đu đủ, mãng cầu. Đây, bên này thì thấy bà con cô bác cũng đang lựa khí thế luôn, lựa thanh long lá xanh, vỏ đỏ, quýt. Ôi trời, đây, những cái trái thanh long này rất là ngon, tươi. Đủ mua đủ 5 trái, rồi bưởi. Quýt đường 40.000 một ký. Có loại 50.000. Đúng 70.000 để bán. Quýt quá trời ngon luôn, 60-50. Cái loại
tươi ngon và còn nhiều cuống thì giá sẽ cao hơn. Đây các bạn nhìn này, xoài này. Chúng ta đi tiếp nhé. Chợ trái cây. Ngày 30 Tết thì ai cũng muốn mua trái cây để về trưng. 150 một ký. Loại ngon. Những cái trái cây hạng nhất thì bao giờ cũng có cái giá cao hơn. Trái cây. Trời tươi ngon này. Đó, các cô bác cũng đang tới để lựa. Rất đông nhé. Cam, quýt. Quýt đường. Dâu. Quýt. Trái cây lên đây. Rồi, trái cây quá trời luôn, xoài này. Quýt rất là tươi. Quýt cái bè 45 luôn. Quýt cái bè. Quýt cái bè 45 chợ Tết luôn, chợ Tết luôn. Chợ Tết quýt cái bè ăn ngọt ngất ngây. 27 năm nay cái nào lửa nào chứ. 60, 52, 112 nghìn. Quýt được 35 ngàn, ở đây bán để giá nên là rất là dễ mua. Quýt cái bè 45 luôn. Trái lớn 35 ngàn. Đây bên này các bạn nhìn này, thanh long. Xoài thái 40 ngàn, xoài thái 15 ngàn một ký, xoài cát hòa lộc 50, xoài thanh long. Rất đông vui nhé, bà con cô bác lựa thanh long. Thanh long có 10 ngàn một ký thôi. Trước là đó, bây giờ còn có những cái cây, những cái loại thanh long mà trái nó màu xanh kìa. Đó, lựa những cái trái đỏ đều. Quýt cái bè 45 anh ấy rau rất là duyên dáng nhé. Rồi bán bợ, rồi bó bông thì quá đẹp này. Xe quá giờ chắc đây đang là chợ xóm Vôi. Dạ. Vâng. Dạ. Đó. Năm nào cũng đông như vậy. Ngoài cát họ lọc 40 ngàn một ký, 50 ngàn một ký, 50 ngàn, 45 ngàn. Quýt đường. Quay.
cái là rẻ với bán với cái giá xỉ nên là rất dễ mua. Trái quýt rất là ngon, mãng cầu. Mãng cầu có loại này 40, 55 ngàn một ký, trái bự siêu bự luôn. Trái nhìn rất là đẹp, cái trái kia kìa các bạn kìa, đó, trái đó ngon, mắt nó đều, vỏ nó bóng. Trái đó ngon đấy, mắt nó đều, gai nó đều, vỏ nó bóng. Hàng đó là 55 ký, và hàng ở dưới đây là nó 50, ngoài kia là 40. Đó, hàng hạng nhất luôn. Đó, lây rất đều mà đẹp. Dạ, cái đó là khoảng 4 năm bữa anh chị. Trái vẫn còn cả cuống luôn. Cái này dạ. Vẫn lên. Anh rất là cẩn thận, anh ấy để cái sốt lót 2,5 kg. 135 ngàn một cái. Thanh long ruột đỏ 25 ngàn một ký. Ngày hôm nay bán mắc rồi. Đu đủ. Loại cát 30. Rồi, thanh long 20 ngàn một ký. Này thanh long bán đúng vụ, lúc này bán để trưng. Bỏ được rồi, bỏ được rồi. Cây. Mãng cầu 80. Trên là 100 ngàn. Siêu ngon luôn. Mua đây chạy, hàng đẹp quá trời luôn. Hàng đẹp quá trời. Quýt 90. Loại cát Hòa Lộc, mãng cầu. Quýt gần như là rất là nhiều người hỏi. Đây, bác anh chị thấy ba trời. Đi bộ hôm nay là hơi bị khó, kẹt xe luôn. Đây ra đến phía bên ngoài này là bán bưởi, bán trái cây. Mình quẹo qua đây chút xíu đã nha các bạn. Đó, xoài. Xoài này thì 3 kg 50. Rồi bưởi, dưa. Đó, những cái trái bưởi vẫn còn nguyên cuống. Những cái trái này thì rất là giá trị. Quýt 40 ngàn một ký. Cái chiếc xe buýt đi vào đây cảm thấy khá là khó khăn này các bạn ạ. Đi vô chợ trái cây lúc này giống như là bị siêu kẹt xe. Ở những cái trái thơm, chuối, trầu cau. Cây rất nhiều các bạn, nguyên cả cái phố Trang Tử này.
bưởi, thanh long, đu đủ. Đây chợ trái cây còn tới tận khúc dưới này nữa các bạn này. Đó, mãng cầu nhìn đẹp không? Đó, trái đều. Lúc này bán bông, bưởi. Trái có cuống có lá luôn. 3,6 bưởi da xanh 40.000 một ký. Nói chung mà đồ để trưng á, mà nó đẹp mã là một. Cây bưởi này có 25.000 một ký thôi. Bưởi này chỉ dùng để ăn thôi. Còn cái bưởi trưng ấy thì nó cao tiền hơn. Xóm Vôi cắt với đường Trang Tử các bạn ơi. Nè, xoài quá trời lớn luôn. Xoài sống 20.000. Xoài bự quá. 20.000. Hôm nay đến bộ luôn rồi. Anh ăn xoài này xoài 20k bưởi. Đây là góc xóm Môi cắt với đường Trang Tử nha các bạn. Đó, những cái chiếc xe hơi này thì lúc này nhích nhích từng chút một. Đây chỉ bán
bún, thịt nướng, nem nướng. Rồi, ngay ở đây các bạn thì còn có một cái khúc nữa là bán gà. Mình sẽ tới cái khúc bán gà quay cho cô bác anh chị chúng ta coi. Đây, cái trái dừa lửa này, dừa lửa nhỏ rất là ngon. Mãng cầu 40.000 một ký, đu đủ 20.000, dừa 10.000 một trái, dừa dâu, xoài cát 30.000 một ký. Lê giòn ngọt 35.000, nho Mỹ 25.000, vú sữa 20.000, quýt đường 30.000. Cát hòa lộc 50.000, thanh long ruột trắng, ruột đỏ 20.000, quýt cam và quýt canh 80.000 một ký, bưởi năm roi bao ngọt 20.000. Chạy tới luôn. Cây này thì năm nào mình cũng thường ghé ở đây để mình mua. Thanh long ruột đỏ bao ngọt 10.000 ký. Đó, những cái trái vừa xanh vừa đỏ. Đấy, bật này cả mấy bật bảy vô em. Vàng 20.000 ký, dừa một trái 20.000, 15.000. Đó, cũng thấy cái món đó là cũng dừa, cũng xoài, cũng đu đủ. Đó, chợ trái cây rẻ nhất Sài Gòn. Mình sẽ đi cái lối ở phía bên trong. Ồ, không có đi được. Đó, người ta bày ra sát lề này, đi rất khó luôn. Hai những người đi vào đây á, những người đi vào đây là những người có cái nhu cầu mua đồ các bạn ạ. Thì có nhu cầu mua thì người ta mới đi vô đây thôi. Một trái thơm 25.000, nhiều chỗ bán 35-40.000 mà đây bán giá rất là rẻ. Vậy các bạn có thể đi một vòng ở đây là gần như là chúng ta mua được đầy đủ hết tất cả các loại. Và giá còn rẻ nữa. Đây, treo những cái trái thơm ở trước xe này. Trái sung, trái xoài. Rồi, đi tiếp nhá. Đây, cái lối này chúng ta sẽ đi vào cái khúc mà chuyên bán gà, bán vịt này. À, bên ngoài này vẫn là trái cây. Đấy, cây sống đời. Gà. Giò, bánh trưng. Hôm nay gọi chợ xóm vôi với Trang Tử.
cúc này, các loại thủy hải sản, đồ khô, sung. Bán cúc vạn thọ, đu đủ. Tỏi Huế, tỏi Hà Nội, tỏi cô đơn. Xe này là bán các đồ trang trí, trang trí Tết. Rồi. Bánh tét Đà Lạt, bánh tét Đà Lạt gói. Rồi. Trong này bán đồ chay này. Đây bán gà trống, gà trống, gà mái. Đó, cô chú mua gà đó. Gà đang kêu quang quác luôn. Nhiêu tiền một ký đấy cô? Bao nhiêu anh? 120. Dạ. Gà mái. Trời 207 nè, tôi đi làm nữa là gần 300 rồi đó. Đúng rồi, cái con 200 cũng được. Bớt có chút xíu à, chú không bớt nữa thôi, chú đi à. Dạ, không bớt. Dạ thôi, bớt được thôi, làm nghe lắm, mình bỏ ra. Con cá này chiều nào nó bụng dễ hầu nói, ngon ngon, lấy đâu được rồi, cái kia ngon ngon. Đó, hai cô chú đi chợ Tết, mua gà. 120 một ký. Cầm cho anh ta làm nữa. Cô chú đang trả giá đó. Một cái đặc điểm là ở chợ mua thì được trả giá đó, và ưng con nào lựa con đó. Hai cô chú đã mua xong. Cô anh ấy đang cho coi. Ở đó hai con gà buộc phía đằng sau này. Đúng kiểu chợ quê ngày xưa nhé các bạn. Buộc con gà phía đằng sau. Đó, làm gà, mang vô trong làm 15 phút nữa lấy. Đây, gà trống, những con gà đang gáy luôn. Đó là 120. Những con gà này sẽ được bán cho khách về để thịt. Chú vịt nữa này. Gà mái. Mọi người mua gà thì sờ sờ nắn nắn bóp bóp xem là nó nhiều thịt hay là nhiều xương. Xem là nó nhiều thịt hay nhiều xương. Quá trời gà luôn. Đây cô chú cũng đang lựa gà này. Người ta sẽ nâng lên đặt xuống coi xem là con gà này nó nhiều thịt hay ít thịt. Đó. Chị đang tư vấn là con nào ngon. Mình thì không biết lựa gà, mình thường hay mua gà ăn sẵn thôi. Rồi anh ấy bắt cá lóc lên này. Cá lóc tươi ngon chưa?
23-50. Sách gà 5-6 con buộc chân đôi nhau này. Gà cũng là một cái món ăn trong ngày Tết. Năm nay năm hổ nữa, nhiều người cũng gà. Máy dầu là 120. Gà trống 100. Máy dầu là ngon hơn hả cô? Dạ. Máy dầu ngon hơn. Đấy, gà nó chuẩn bị đẻ nên là lúc nào nó cũng thở. Gà máy dầu. Gà này 100. Cái này 101. Cái kia 102. Máy dầu là ngon hơn. Viên gà. Rồi. Như vậy là sáng nay thì Tuấn Dương đã đưa cô bác anh chị chúng ta đi cái ngôi chợ xóm Vôi ở Trang Tử. Đây đang là góc Trần Thánh Chiếu cắt với đường Phú Hữu. Thì cô bác anh chị đã biết được giá cả một số loại trái cây và gà. Trong đó gà thì gà máy dầu là 120, gà máy thường là 101, gà trống là 100, xoài cát Hòa Lộc thì từ 35 cho tới 55 ngàn. Chị đang lùa mấy con gà này để cho nó nhảy tới nhảy lui để cho mọi người gây cái sự chú ý cho mọi người để mua. Trời gà luôn, rồi chị đang buộc những cái con gà vào. Đó. Khách mua con nào là lấy con đó, gà máy dầu, gà trống. Cứu quay lại là các chị làm gà cho. Bún riêu, cháo bắc thảo. Rồi, video clip này xin tạm dừng tại đây. Hy vọng là trong ngày 30 Tết thì ai cũng có một cái mâm trái cây ngũ quả, rồi có đồ ăn thức uống ở trong nhà. Đó, đây đang là góc đường Phú Hữu cắt với đường Trang Tử. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý cô bác anh chị một mùa xuân mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương để theo dõi những video mới, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn, về chợ Tết Việt Nam. Những cái buồng dừa nhìn rất là đẹp nhé. Rồi, bye bye cô bác anh chị. Bến xe buýt Chợ Lớn.